Ok, cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại với Regular F. Đợt này thì tôi sẽ build một cái team toàn là hệ cỏ không, để thực hiện ước mơ từ lâu, xây dựng một cái team hệ cỏ có thể đủ sức càn quét đấu trường. Như các bạn đang thấy thì tôi đang có Superior, Okapon, Siptree, Rillaboom và Hydrapple, còn hỗ trợ là Amoongus. Tôi nghĩ để đánh cái team đối thủ thì nên cho Siptree đầu tiên để tăng tốc độ, vì tôi có cảm giác là team này nó sẽ không dùng Trick Room. Chắc vậy ha. Còn tiếp theo là đi chung với lại Okapon. Hệ cỏ và nước để kháng lại những đứa có hệ lửa. Vì hình như là cỏ và nước hiện tại mạnh thì chỉ có Okapon mà thôi nhỉ. Ludicolo thì phải ở trong team mưa mới hợp lý, chứ ở trong team hệ cỏ thì không hợp lý cho lắm. Còn đứa thứ 3, thứ 4 là đứa nào đây ta? Tôi nghĩ tôi sẽ thử sức với Hydrapple cùng với lại Rillaboom. Bên kia có Rillaboom rồi. Thế nào, hai con khỉ ra nó cũng phát cao cho nhau hết rồi. Thôi bỏ đi, tôi không chơi như thế. Thử Superior đi. Vô nè. Để coi cái team hệ cỏ này như thế nào nhá. Ước mơ từ lâu là phải xây dựng một cái team hệ cỏ mà nó có thể càn quét được đấu trường. Để coi phải Tailwind một lượt. Okapon thì tôi chưa biết chiến thuật của Swampert là gì. Thôi thử phong lít cái đi, hút máu cái thử coi. Ồ, mới vô Terra rồi hả? Ok, hệ độc, mới vô là Terra hệ độc rồi. Và tôi nghĩ nó sẽ xử của Okapon của tôi trước quá. Nhưng mà thật ra với cái team này thì có vẻ như tốc độ của tụi mình luôn cao hơn rồi. Poison Chap. Đánh vô ai? Đánh vô Okapon. Đừng. Rồi. Thế là Okapon đã die rồi. Die soon. Sao đi sớm vậy? Wow, nó có Trick Room. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chạm trán con Comfey ấy chứ, nên cũng không rõ chiến thuật của nó lắm. Không sao, rồng táo. Có Trick Room là phải có rồng táo. Succubus vô con hay là lấy vật phẩm của nó trước ta? Ngon nhưng mà thôi, Succubus kia đi. Hydrapple thì xử luôn con Swampert này luôn. Mày dám đánh, oh my god. Sao nó đánh trước vậy? Bộ con Comfey nó chậm hơn cả con Hydrapple luôn hả? Không ngờ tới chứ gì. Bye bye cưng nha. Ai bảo mày xử em bé mặt nạ của tao? Vừa lắm. Hoàng hôn buông xuống rồi. Con gì tiếp theo đây? Oh, Primarina. Sucker Punch vô con Comfey đi. Con này thì chơi cơn bão lá thôi. Tôi nhớ là con Comfey có đặc tính Try Art. Nó sẽ ưu tiên những chiêu hồi phục. Nhưng mà nó có ưu tiên những chiêu tấn công mà có khả năng hồi phục không? Nhưng có vẻ là có đó. Mất luôn cái Siptree rồi. Ice Beam, trời ơi. Ê. Ê, sao không. What the hell? Cái này đánh vui hay buồn đây? Vô nghĩa vậy trời. Nhưng mà Hydrapple cầm Assault cứng dữ ha. Chịu Ice Beam nhân 4 sát thương vậy mà còn sống. Chưa kể nó dính Training Kiss rồi á. Đỉnh thiệt.
Nhưng mà bây giờ bên bển còn tới 3 con lận. Mà con 2 travel của mình bị đông cứng rồi. Thôi thì cứ cầu trời đi. Phá băng đi cưng. Phá băng. Không được đông cứng như vậy. Rồi xong. Tiếc thiệt, 2 travel chịu xong cái đòn đó đỉnh thiệt chứ. Vậy mà bị đông cứng. Có 10% thôi đó mà cũng dính nữa. Trời ơi, sống dùng cái ba lạy con. Hên quá. Còn sống là còn rỡ nha. Vô. Còn chưa chết được nữa. Con nó thủ cũng trâu dữ á. Tôi có cho nó mang theo leftover. Bây giờ là cái đòn hết tailwind rồi. Nhưng mà trick room còn tác dụng. Trick room còn một hiệp. Bây giờ là tôi phải protect một hiệp để cho nó hết trick room cái đã. Rồi tao sẽ xử mày sau. Đợi đó. Lượt sau khi mà tốc độ đã trở lại bình thường rồi tôi sẽ xử. Tôi nghĩ là tôi sẽ hút máu của con Primarina trước. Thì trong lượt sau chắc chắn nó sẽ set up lại trick room. Nhưng mà dù sao mình cũng nên hồi máu trước đã. Máu của mình giờ đang thấp quá. Rồi bây giờ thì Giga Train để hút máu nó lại. Hồi miếng máu coi nè, cho xin miếng máu đi. Mày nghĩ cái gì mà lâu vậy? Đấy, cho xin miếng máu nha. Thế nào bên kia cũng phải set up lại trick room thôi. Đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy con tiếp theo của nó là con gì? Được có Incineroar nha, dùm cái. Rồi Rillaboom. Cũng thấy cha hơn nữa, không. Nó đang có Crusty Shirt. Crusty Shirt sẽ hồi máu cho mình. Cộng với là leftover thì cũng được một khá máu. Rồi bây giờ phải protect để tránh được phát cao của nó đã. Thế nào nó cũng phát cao. Tuổi. Đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề nhân phẩm đó là Superior phải chịu sát thương của cả hai con. Trời đất. Sống nổi không nhỉ? Hiện tại thì tôi nên hút máu của con Comfey trước. Giờ khoan Terra đi. Chưa biết nó sẽ Terra con gì mà. Nó đoán được mình sao? Cho nên là giờ hút máu của con Comfey trước đi. Ơi. Rillaboom, đừng. Oh, yeah. Yes. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng sống. Rắn cỏ xuất sắc. Giờ bây giờ làm sao đây? Mình nên cù nhây. Vậy là chiêu... Vậy nó chỉ có chiêu Brick Break là mạnh nhất thôi. Có vẻ như tôi có cơ hội thắng đó chứ. Bây giờ phải tính cho kỹ nha. Tôi phải protect một lượt nè. Để hồi máu cái đã. Dù sao thì với Leftover với lại Crusty Shirt thì mình có 1/8 lực hồi máu. Cũng ngang với lại Poison Heal rồi. Bây giờ quan trọng là tôi phải xử con Confey trước. Con Rillaboom nó sẽ không chịu quá nhiều sát thương bởi hệ cỏ đâu. Nhưng Confey thì được. Giờ thì hút máu của con Confey cho tới khi mà máu nó đầy chút xíu. Rồi mới xử nó một lượt bằng Leaf Storm để nhân 2 thêm nữa sát thương đặc biệt. Rồi mới dùng Terra Blast xử con Rillaboom sau. Và cái chiến thuật là như vậy. Bởi vì con Confey nó có khả năng set up trick room. Mình có nên xử nó bằng một đòn Leaf Storm luôn không ta? Thì có trick room còn lại bao nhiêu? Trick room còn một lượt. Còn môi trường cỏ còn hai lượt. Mà chiêu Crashy Climb của Rillaboom cũng mạnh lắm nha. Tôi đã từng thử rồi. Nó xử được cả nửa máu con Superior luôn á.
cho nên là không nên mạo hiểm, không nên mạo hiểm. Hút máu con phay cho tới khi nào mà đầy máu cái đã. Đợi khi nào hết trick room là mình xử con cầm phay sao. Đấy, xong lực này là trick room hết nè. Xong lực này trick room hết thì mình sẽ chơi một đoàn bão lá liền. Con Rillaboom sao nó không xài Crushy Clyde ta? Chắc nó tưởng là cỏ với cỏ không có ăn nhiều máu lắm, nhưng mà ăn nha. Đó, bây giờ thì bye bye cưng luôn nha cưng. Lên miếng máu đi coi. Đấy, xanh máu rồi. Đấy, ủa sao giờ lấy nhiều máu vậy? Tôi nghĩ ra đến lúc đó hết môi trường cỏ rồi. Yay. Dính biệt em. Em không còn đường thoát nữa đâu. Hi-ya. Ủa mà sao bên đó không set up lại chiếc room ta? Ê, không sao. Tôi còn sống. Và bây giờ mình đã tốc độ mình đã bình thường lại rồi. Mình có thể Terra Blast. Dĩnh biệt cũ luôn. Hiện tại thì sát thương vật lý của mình đang là +4. Cộng với Terra Blast có sức mạnh 100 nữa. Nó không chết thì nhân phẩm nó quá cao rồi. Rắn cỏ số 1. Chiến bại thanh thắng. Thế là chúng ta đã có rắn cỏ 1/3. Hên quá. Sao nó không nghĩ ra set up lại chiếc room ta. Rồi qua trận tiếp theo. Ghê, trận này thấy toàn là con hệ cỏ, hệ nước không vậy? À, có hệ điện nữa. Có Malama sao lạc quẻ vậy? Tưởng nó build một team toàn hệ nước không chứ. Bây giờ có Malamar thì chắc có Skill Warp, Contrary với là Trick Room. Vậy thì phải đem theo, không nên, phải đem theo High Trouble là cái chắc rồi đó. Với lại Among Us. Nhưng mà Ogapon thì trong trường hợp này Ogapon chắc sẽ khá là lép vế khi mà dính Trick Room của Malamar quá. Rillaboom thì phải vẫn mang theo nè. Bây giờ chắc cho Rillaboom đi chung với lại High Trouble đi. Đó, Among Us. Còn con cuối cùng chắc Superior luôn. Sợ gì? Đó. Cái này là tôi làm đại, giờ tôi không nghĩ ra được gì hết trơn á. Hy vọng đi, hy vọng là mình sống sót qua trận này đi. Malamar với lại Raichu à. Tổ hợp gì đây? Nó có skill warp cho Raichu không ta? Phải cao con Malamar trước đã. Earth Power tiễn con Raichu đi. Hệ đất bao phủ nhiều hệ ha. Đi đâu cũng thấy xài Earth Power được hết trơn. Vô Terra rồi. Tôi thấy cái người này sống vội ghê. Ồ, hệ thép hả? Ủa vậy là nó tính cho con Malamar đánh chính luôn à? Rồi nó chính xài Ui. Sao? Trời ơi. Chưa chết luôn. Raichu này kinh vậy. Để sao đây ta?
con Malamar đánh chính rồi. Tôi tưởng nó sẽ kiểu hỗ trợ chứ ai ngờ nó đánh chính luôn. Nhìn sao đây, Crashy Clyde để tiễn con Raichu trước nè. Xong con Malamar này để tôi coi Earth Power có. Hay là tôi Terra thành lửa ta. Không mà khoan, để dành Terra đi. Nhiều khi một hồi lấy Terra đó xử, lấy con Superior xử Terra này còn dễ hơn. Để coi Super Power sóng giật. Wow, đỉnh. Rồi con Hydro Ball cứng dữ ta. Ý là nó gấp đôi công vật lý rồi mà nó vẫn không đánh được con Hydro Ball nhiều máu ha. Cái chiếc Earth Power rút được một nửa máu của nó nha. Vậy thì có cơ hội xử được nó. Hydro Ball còn xanh lắm. Còn xanh. Áo còn xanh như anh em còn trẻ. Thấy Dipper à, trời ơi, thấy mẹ rồi. Chơi cuồng phong một cái là con nào cũng đi hết. Tôi nghĩ là tôi nên... Hình như tốc của con Rillaboom luôn cao hơn hai con này đúng không? Vậy thì U-turn trở về bóng đi. Để chút hồi còn tận dụng phê cao nữa. Còn con Hydro Ball thì tôi nghĩ là tôi nên rút nó về để hồi máu cho nó. Đổi con Amungus ra chịu trận đi. Thế nào con Hydro Ball nó cũng chịu. Có chịu thì chắc cũng chịu không nổi chiêu Hurricane đâu. Mình không có được mạo hiểm như vậy. Amungus ra chịu đòn cho anh. Bye bye. Chút xíu gặp lại nha. Nhưng mà đổi con Superior ra, lỡ nó cuồng phong cho con Superior là đi luôn chứ sao. Kệ đi, liều ăn nhiều đi. Tôi nghĩ nó sẽ cuồng phong vô con Hydro Ball vì nó thấy con Hydro Ball quá cứng. Bất ngờ chưa? Chị mày tới rồi. Sống giùm. Mình có sơ sống giùm. Yes. Super Power. Sống giùm à. Ôi, ê, tính ra là cộng 3 sát thương vật lý luôn á mà con Superior vẫn sống hả? Cái này chắc tại do con Malama nó công vật lý nó yếu quá hả? Giờ sao đây ta? Tôi sẽ hút chiêu của mấy con này về, mấy tụi này không có chiêu là đánh tầm rộng hết á. Tôi sẽ dùng con Amungus hút chiêu về. Còn con Superior thì dùng Terra Blast xử con Malamar trước. Hy vọng là Amungus chịu được một chiêu. Chịu được cả hai chiêu của hai con này. Superior à, xử tụi nó cho anh. Đánh em đi nè, đánh em đi. Là Superior nhanh hơn hả? Trời, chưa chết luôn. Cũng đúng đi, sát thương đặc biệt của Superior bình thường có 75 mà. Đau đấy, con bồ nông kia. Nhưng cũng may được tăng. Rồi, đi luôn Amungus nhưng không sao. Cưng quên là Superior có Contrary hả? Bây giờ đến lúc cho Rillaboom ra trận rồi. Tôi nghĩ là con Rillaboom sẽ phải cao được con Pelipper để tránh nó xài Hurricane. Để chỉ con Rillaboom có chiêu, có khả năng hút chiêu ha. Nhưng mà không sao, có phay cao cũng quá đủ rồi. Rillaboom thiệt, đỉnh thiệt á. Giờ sao đây? Cái combo Pokemon thầy cỏ thì đỉnh quá. Giờ sao đây? Giờ phay cao con Pelipper một cái. Còn lại tốc độ thì không còn sợ nữa. Superior giờ là nhanh nhất đám rồi. Nghĩ gì lâu thế anh bạn? Dám làm gì đồng đội tao không?
có sức mạnh của chị này. Bái cưng. Hên ạ. Ủa mà sao con Malama nó cộng 4 sát thương rồi mà vẫn không không đánh được con Superior ha. Hên ha. Tôi nhớ sát thương vật lý của con Malama gốc nó cũng đâu có thấp lắm đâu ta. Úi cha. Hết môi trường cỏ rồi, không xài Crashy Climb được rồi. Còn gì tiếp theo là Lapras à. Lapras cũng khá trâu đó, nhưng mà giờ thì không còn sợ gì nữa rồi. Hút cho xin miếng máu của con Pelipper đi. Pelipper đâu có chiêu ưu tiên nào đâu. Ừ, cũng được. Xin miếng máu ơi. Độc. Xin có miếng mà cho hết luôn hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, người gì đâu mà hảo tâm quá. Giờ thì đổi con Hydra Pearl ra. Cũng được. Thủ con Superior cũng được. Nhưng mà nếu đối thủ là Chimpao thì chắc nó đi từ lâu rồi. Sao mình xính ngoại quá. Sao cứ thấy, sao cứ nhắc tới Chimpao hoài vậy trời. Xin miếng máu nữa nha. Rồi bây giờ thì chắc tình hình trận đấu nó cũng khả quan hơn được một chút rồi. Là tiếp tục free try. Chà. Đau đấy. Nhưng mà tạm biệt cưng. Yay, thế là chúng ta đã thắng trận này. Nói chung là tôi thấy Superior quá đỉnh để mà xài. Liên tục hồi máu bằng Giga Drain, Leftover. Nói chung là cũng được. Bạn nào mà muốn tham khảo tôi xây dựng đội hình như thế nào thì có thể coi phần link mô tả bên dưới hay là phần bình luận ha. Tôi nghĩ tôi sẽ xài team cỏ này khá nhiều đó. Hẹn gặp lại các bạn trong trận đánh tiếp theo.